Theo kế hoạch điều chỉnh giá cước trong dịp Tết Nguyên Đán thì đến ngày hôm nay, mùng 10 Tết, nhằm ngày 31 tháng 1 năm 2023, giá cước xe khách sẽ trở lại như ngày thường. Cụ thể từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam giá vé giảm 40% với giá cước cơ bản. Xuyên từ thành phố Hồ Chí Minh trở ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc giá vé xe khách giảm bình quân 50%. Từ ngày hôm nay, tất cả các hợp tác xã vận tải đường bộ, doanh nghiệp vận tải sẽ bắt đầu niêm yết lại giá trên các tuyến đường các đơn vị nào chưa thực hiện quy định này sẽ không được ban điều hành bến xe cấp thủ tục ra bến